hậu Thùy Tiên bỏ phố về quê làm nông dân cùng Miss Thi Đức Phúc. Khác với sự lộng lẫy xa hoa của hào quang của sự nổi tiếng, mới đây Thùy Tiên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ hơn khi tuyên bố bỏ phố về quê làm nông dân, chỉ muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa nghề nông cùng nông sản, kết nối người trẻ tiếp cận gần hơn với những giá trị truyền thống. Không áp lực vương miện, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn là chính mình trong suốt thời gian đương nhiệm. Nàng hậu cũng mong muốn khán giả có thể thay đổi cách nhìn về Hoa hậu Á hậu, về những giá trị ý nghĩa mà các người đẹp mang đến cho cộng đồng. Ở thời điểm hiện tại, Hoa hậu Thùy Tiên được đánh giá là một trong những nàng hậu có nhiều hoạt động tích cực từ giải trí, thiện nguyện và các dự án cá nhân. Trong đó, không thể phủ nhận sức hút và độ lan tỏa mạnh mẽ của series Đu Đêm trên các nền tảng mạng xã hội. Series Đu Đêm, nơi Thùy Tiên không là hoa hậu mà hóa thân trải nghiệm các công việc từ bán mực chiên, bán hoa tết, làm công nhân vệ sinh, chạy xe ôm công nghệ, bán rau. Với những giá trị nhân văn lan tỏa tích cực cũng như chạm đến trái tim người xem khi tôn vinh các nghề nghiệp và con người đang lao động về đêm ở loạt series Đu Đêm, đã giúp nàng hậu được giải thưởng phát thanh và truyền hình châu Á Thái Bình Dương vì đã áp dụng công nghệ trong lan tỏa dự án đến với khán giả. Dự án đoạt giải thưởng công nghệ xuất sắc nhất. Tiếp nối thành công ở Đu Đêm thì ở dự án mới Nông Dân của Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ khiến khán giả tự hào với những nét đẹp của người nông dân và nông sản trù phú của Việt Nam. Mới đây nàng hậu lại tiếp tục tung ra trailer với những khoảnh khắc hài hước chấn động không kém phần kịch tính của bộ ba Nông Dân Tập Sự. Trong trailer có thể thấy Hoa hậu Thùy Tiên, Miss Thi và Đức Phúc có khá nhiều khoảnh khắc hoang mang, giật mình, lo lắng trong các hoạt động. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò liệu hành trình làm nông dân tập sự của bộ ba này có thực sự ổn. Nông dân là sự chơi chữ hóm hỉnh kết hợp giữa từ nông dân và biệt danh Nông Tiên, cách Phan Thái gọi Hoa hậu Thùy Tiên. Nông còn có nghĩa là em nhỏ. Khi nông ghép cùng với dân, ý chỉ những người mới trong việc làm nông hay gọi gần gũi là những nông dân tập sự. Ở series Nông Dân, khán giả sẽ quên đi những danh xưng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, streamer triệu view hay Hoàng tử Ballad. Thùy Tiên, Miss Thi và Đức Phúc sẽ trở thành những nông dân tập sự trong chuyến khám phá miền quê và những món nông sản đặc sắc. Dù chưa từng hợp tác ở các dự án trước đó, nhưng bộ ba Thùy Tiên, Miss Thi và Đức Phúc dự sẽ rất ăn ý khi cùng lao động. Độ mặn mòi của riêng từng người thôi đã miễn bàn, khi cùng nhập hội lại càng có sự lề lội hơn. Qua một chút hình ảnh của trailer và teaser có thể thấy hơn cả sự trải nghiệm một công việc chưa bao giờ làm, bộ ba nông dân tập sự sẽ được tiếp xúc với nhiều loại hình làm nông và nông sản khác nhau. Không ít những nông sản gần gũi đã xuất hiện trong trailer như cỏ bàn, sen, bánh tráng sữa, bánh xèo. Có thể nói, đây đều là những món đã quá quen thuộc trong đời sống hàng ngày, nhưng cũng góp phần làm nên sự trù phú của nông sản Việt Nam rất nhiều. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên vẫn luôn hoạt động tích cực với các dự án cộng đồng. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng thử sức ở mảng sáng tạo nội dung với series Đu Đêm kết hợp với MeTube thực hiện và thành công vang dội. Ở dự án Nông Dân lần này, Thùy Tiên tiếp tục bắt tay với MeTube mong muốn lan tỏa những giá trị đẹp và tích cực nhất tới người xem về văn hóa bản sắc Việt Nam. Trong nhiều cách để thể hiện tình yêu nước, tình yêu với quê hương, con người Việt Nam thì Thùy Tiên và MeTube đưa Nông Dân ra đời như một lời cảm ơn thể hiện sự trân quý cũng như là cầu nối để đưa các bạn thuộc thế hệ trẻ có sự gắn kết gần hơn với những giá trị truyền thống.